Bên cạnh các bạn có bạn trai nào phong cách như thế này không? Trước mặt bạn thân nơi công cộng, gọi to biệt danh mà người bạn không muốn người khác biết nhất, luôn tìm cách bắt nạt bạn bằng lợi thế chiều cao. Nếu bên cạnh bạn có một người bạn trai dễ thương như vậy, chắc chắn các bạn có mối quan hệ rất tốt. Bokso và Jun Hyung đã có duyên phận được hình thành từ nhỏ. Jun Hyung từ nhỏ đã sống rất nội tâm, luôn bị các bạn cùng lớp mạnh mẽ hơn bắt nạt. Hạng mục chạy tiếp sức tại đại hội thể thao, cậu bị những người khác dọa nạt phải chạy cho nhanh, nhưng cậu vì quá căng thẳng, quay lại nhặt sùi cui và thua cuộc. Do bị thất bại trong cuộc thi nên mọi người đổ lỗi cho cậu. Jun Hyung đang ngồi bên cửa sổ do không cẩn thận bị ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, tình cờ bị Bokso đi qua và đỡ được cậu. Cả hai người đều vui vẻ tươi cười. Tình bạn của họ bắt đầu từ đây. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng đầy gang. Không lâu sau đó, Jun Hyung chuyển trường. Hai người cũng chưa từng gặp lại nhau. Chuyển sang cảnh khác, Kim Bokso năm thứ hai đã trở thành một vận động viên cử tạ. Bố của cô trước đây thường xuyên luyện tập cử tạ, nhưng đáng tiếc cả đời này lại không có nổi một giải thưởng. Lần này cô đang chuẩn bị lên đài thi đấu, chỉ cần một lần nâng tạ đã có thể thành công, hoàn thành được tâm nguyện của bố. Người bố ngồi trước TV cũng vô cùng xúc động trước khoảnh khắc này. Ấn tượng của mọi người về bộ môn cử tạ là vận động viên có sức mạnh tuyệt vời. Vì vậy, Bokso cùng mấy người khác bị sắp xếp đi di chuyển bàn ghế. Ai cũng thấy khổ sở vì điều này, mặc dù họ đều là con gái, tiếc rằng họ chưa bao giờ được coi là những cô gái mỏng manh yếu đuối. Không giống như những cô gái thể dục nhịp điệu, dù đi đâu cũng được người khác chăm sóc. Một cô gái thích gây sự cố tình làm Bokso vấp ngã, khiến cô biến thành kẻ ngốc ở chốn đông người. Cả ba người chán nản đi bộ trong khuôn viên trường. Bokso đang định biến đau thương thành thèm ăn, giải quyết cái xúc xích nhỏ trong tay, không ngờ lại gặp Jung Jun Hyung đạp xe qua đường. Hai người vì tránh không kịp tránh mà ngã xuống đất. Jun Hyung hốt hoảng khi nhìn thấy nửa chiếc xúc xích dưới đất, còn tưởng rằng đó là ngón tay, vội vàng hỏi thăm tình hình. Cô cũng cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, nhưng bạn thân nói với Bokso rằng cậu ấy là vận động viên bơi lội. Bokso đang tức giận lúc này cũng không quan tâm. Jun Hyung đến bệnh viện kiểm tra xem chân mình có bị thương hay không. Đột nhiên phát hiện mình bị mất đồ, đó là một chiếc khăn tay. Cậu không biết rằng chiếc khăn đó bị Bokso nhặt được. Một người trong đội thể dục dụng cụ bị mất quần lót, toàn bộ nghi ngờ bị đổ dồn vào đội cử tạ. Hai cô gái không ngừng ăn miếng trả miếng, một bên là lửa một bên là nước. Ngày hôm sau, Bokso phát hiện bộ trang phục hôm cô nhận huy chương không thấy đâu nữa. Cô nghĩ chắc chắn có ai đó trong đội thể dục dụng cụ dở trò, tức giận chạy đi tìm người tính sổ, nhưng đội thể dục dụng cụ không thừa nhận. Trong lúc tranh cãi, Bokso đã vô tình đẩy ai đó xuống đất. Dù chỉ bị một số vết chảy xước nhỏ, nhưng vì việc này họ vẫn bị huấn luyện viên khiển trách. Buổi tối, Kim Bokso và hai cô bạn gái uống rượu trên sân thượng, bày tỏ những bức xúc trong lòng vì sự bất công, không ngờ lại bị quản lý đuổi theo. Họ vội vàng trốn trong phòng giặt đồ, nhưng cuối cùng lại bắt gặp một người đàn ông cũng đang trốn ở đây. Hóa ra, người này chính là kẻ trộm đồ lót. Mấy người la lên và truy đuổi theo, nhưng vừa hay tình cờ gặp được Jun Hyung đang muốn trèo tường ra ngoài chơi game. Kim Bokso hét lên kinh ngạc, không ngờ cậu ta lại là một tên cặn bã như vậy. Nói với cậu ta khăn tay đang ở chỗ mình, nhưng ngược lại phải đem chiếc áo phông của cô đến đổi. Jun Hyung tội nghiệp không giải thích được, trong tích tắc mất hết danh tiếng, còn bị mắng nhiếc cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ngày hôm sau, Bokso và các bạn lại được gọi đến để di chuyển bàn ghế. Bị người chú không ngừng trách mắng, cách thức bày ghế thế này là không đúng. Nhưng khi ông chú khom người cúi xuống, mọi người kinh hãi phát hiện ra, người này đang mặc chiếc quần ren đỏ mà nữ sinh đã mất trước đó. Hóa ra đại thúc này mới thực sự là kẻ biến thái. Mọi người xông lên và dạy cho ông ta một bài học. Tiếp đó báo cảnh sát để họ đến chở đi. Kim Bokso biết mình hiểu sai cho Jung Jun Hyung, cảm thấy có chút ân hận. Cô đến bể bơi tìm người, muốn đem chiếc khăn tay trả lại cho chủ, nhưng Jun Hyung cầm chiếc khăn lên người phát hiện có mùi gì đó không ổn, thì nổi cơn tam bành, trách Kim Bokso tự ý giặt khăn của mình. Trong lúc hai người cự cãi thì Bokso bị ngã xuống bể bơi. Người không biết bơi như cô chỉ biết vùng vẫy trong sợ hãi. Jun Hyung đành nhảy xuống cứu người, nhìn người con gái như chuột lột trước mặt mình lúc này. Jun Hyung chợt nhớ ra một khuôn mặt quen thuộc, đây không phải là Tiểu Mập, hồi nhỏ đã cứu sống mình sao? Jun Hyung hết sức vui mừng, thân mật gọi tên Tiểu Mập, còn hỏi Bokso có còn nhớ mình không. Lúc này Kim Bokso cũng nhớ ra, cảm giác có chút xấu hổ vì cậu bé ngày đó đã trở thành chàng trai vừa cao lớn vừa anh tuấn, khác một trời một vực với cậu bé hướng nội lúc nhỏ. Vì thế vội tìm lý do để rời đi. Sau đó, cho dù trong khuôn viên trường, hay ở nhà ăn, hay trên đường chạy của thao trường, ở bất kỳ đâu, Jun Hyung cũng chủ động chào hỏi thân thiện và vui vẻ. Không bao lâu sau, mọi người đều biết biệt danh của Bokso là Tiểu Mập. Một cô gái trước đám đông mà bị gọi là Tiểu Mập nhất định không vui, nhưng Jun Hyung cảm thấy, nhìn dáng vẻ bực dọc của Bokso, lại thấy rất vui. Song Se Hyung là bạn gái cũ của Jun Hyung, cô chia tay với Jun Hyung vì giấc mơ thể dục dụng cụ. Nhưng trong các lần thử nghiệm đội tuyển quốc gia, cô vì quá hồi hộp dẫn đến sai sót nên bỏ lỡ cơ hội. Cô quay trở lại trường, tình cờ được sắp xếp cùng ký túc với Bokso. Bố của Bokso có mở một quán gà rán rất gần trường. Gia cảnh không giàu, bố luôn thích nhặt những đồ còn dùng được mà người khác vứt đi đem về nhà. Hôm nay ông nhặt về một chiếc bàn trang điểm rất đẹp. Không ngờ bàn trang điểm này là có chủ nhân, chứ không phải đồ vứt đi. Bokso đội mưa đi trả bàn lại cho người ta. Lúc qua đường tình cờ lại có thêm được cái ô trên đầu. Ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt một lần nữa.
Đây chính xác là cốt truyện trong các tiểu thuyết. Anh đã hộ tống cô, sau cùng còn tặng luôn chiếc ô. Lần đầu tiên được đối xử như một cô gái cần sự chăm sóc, Oxo liền cảm thấy rung động. Buổi tối cô không thể nào chợp mắt, cô luôn nghĩ về người đàn ông anh tuấn trên trời rơi xuống cầm ô che cho mình. Định mệnh sao lại tuyệt vời đến thế. Hôm nay Oxo lúc đang qua đường lại phát hiện bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Cô bước theo sau, nhìn anh bước vào nơi làm việc, mới biết anh là bác sĩ tại phòng khám giảm cân. Chẳng trách nào lại đẹp trai và phong độ như thế. Lần đầu tiên vướng vào lưới tình, Oxo có chút phiền não. Cô không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì, nhưng lại luôn muốn nhìn thấy anh ấy. Vì vậy cô đã đến phòng khám, muốn đăng ký liệu trình giảm cân của bác sĩ đẹp trai. Nhưng chi phí cao khiến cô không đủ khả năng chi trả. Cô nghĩ đến việc tìm bố, nhưng khi nhìn thấy bố, không nỡ đổi chiếc xe máy rách nát hàng ngày đi giao đồ ăn. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn không mở lời. Nhà trường tổ chức cuộc thi leo núi để khích lệ mọi người, giành được vị trí đầu tiên có thể nhận được tiền thưởng lớn. Và phần thưởng này đem lại hy vọng cho Boxo. Cô lập tức trở thành người dẫn đầu. Sức mạnh của tình yêu thúc đẩy cô leo núi nhanh như bay. Nhưng nửa đường lại gặp phải oan gia ngõ hẹp Jun Hyung. Anh trêu đùa, không ngờ vận động viên cử tạ có thể leo nhanh đến thế. Còn ở bên cạnh Boxo làm đủ trò nhí nhố, kết quả do không cẩn thận đụng trúng Boxo, làm cô bong gân chân. Boxo tức muốn chết, nhưng nhất quyết leo núi lấy tiền thưởng và mặc kệ cậu ta. Cuối cùng lúc leo lên đỉnh núi, lại phát hiện rất nhiều người đã đến đích trước mình. Cô rất buồn, vị trí đầu tiên và tiền thưởng cứ như vậy mà vượt qua trong đau khổ. Jun Hyung cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Song Se-hyo dạo gần đây luyện tập không được như ý. Huấn luyện viên khuyên cô sang Nga tập huấn, nhưng cần rất nhiều tiền. Gia đình cô cũng nghèo, mẹ luôn kiên trì vì ước mơ thể dục của con, nhưng bố cô không thể tiếp tục nữa. Cả hai đứng trước nguy cơ ly hôn. Trong lòng cô chán nản, không biết tìm nơi đâu để trút bỏ. Liền gửi tin nhắn cho Jun Hyung hẹn gặp mặt. Cô hy vọng kiếp sau có thể tái sinh trong một gia đình giàu có, để không phải chịu quá nhiều bất hạnh thế này. Nhưng Jun Hyung lại nghĩ, nguyên nhân chính của sự căng thẳng hiện tại của cô không phải do nghèo, mà chính là do cô kỳ vọng quá lớn so với hiện thực. Song Se-hyo muốn quay lại với Jun Hyung để làm lại từ đầu, nhưng Jun Hyung nói rằng hai người không thể quay lại, chỉ có thể làm bạn tốt. Boxo và bạn cùng nhau đi ăn uống. Cô phàn nàn rằng đội thể dục dụng cụ luôn được chăm sóc để ý, còn các cô trong đội cử tạ chưa từng được đối xử như những cô gái thực thụ. So-hee có vẻ uống quá chén, không ngừng để rượu làm chủ, đung đưa bím tóc của mình, làm cho những người đàn ông đang ngồi phía sau rất khó chịu. Bọn họ thật lỗ mãng, nhìn thấy mấy cô gái trong bộ đồng phục môn cử tạ, chế giễu rằng họ không giống con gái. Boxo lớn tiếng cãi vã, cuối cùng với sự khuyên răn của bạn thân, họ rời đi. Nhưng tất cả những điều này đều bị Jun Hyung đang ngồi ở tầng 2 nhìn thấy. Nghe những lời lẽ xúc phạm thô lỗ từ người đàn ông, cậu cuối cùng cũng nhịn không được, xông lên và quyết sống mái với gã đó. Đánh xong thì ba chân bốn cẳng chay ra ngoài, lôi Boxo cùng chay đi. Cuối cùng Boxo tò mò hỏi cậu, lẽ nào cậu vì mình mà đánh nhau sao? Jun Hyung cười và nói rằng cậu ấy thích quản chuyện bao đồng, chứ không phải vì cô. Hai người đứng dưới ánh sao, bầu không khí vô cùng lãng mạn. Bố của Boxo cho cô một số tiền để cô mời bạn bè ăn uống vui vẻ một chút. Trải qua trăm mối tơ vò, cái vận may trời cho này cuối cùng cũng được Boxo dùng để đăng ký khóa học giảm cân của anh chàng bác sĩ đẹp trai kia. Cô đếm đi đếm lại cẩn thận số tiền học phí này, không nỡ để những đồng tiền này rời xa mình. Cuối cùng giấc mơ cũng thành sự thật, ngồi đối diện với người mình yêu. Boxo quá nhút nhát đến những cái bắt tay bình thường cũng khiến cô xấu hổ. Chưa kể lúc bác sĩ khám cho cô cũng kích động đến tim đập thình thịch, cũng bắt đầu chú ý đến trang điểm, còn mua một chiếc kẹp tóc rất xinh. Lần gặp gỡ thứ hai, Boxo đã chú ý ăn mặc cẩn thận hơn và đem trả lại cho bác sĩ chiếc ô mà lần trước anh cho cô mượn. Bác sĩ nói kẹp tóc của cô rất đẹp, khiến Boxo vui mừng quá đỗi. Trong lúc nói chuyện, Boxo cảm thấy xấu hổ khi nói mình là vận động viên cử tạ. Nhìn lên đồ vật trang trí trên bàn, cô đành nói rằng mình đang tập đàn. Đây chính xác là những gì bác sĩ thích. Cả hai đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc này, bố của Boxo gọi điện tới, thông báo ông đến trường thăm con gái. Boxo đành nói dối mình có việc gấp, rồi cắm đầu chạy về phía trường học. Đi giữa đường thì gặp Jun Hyung đang cưỡi xe đạp, vội vàng theo cậu phi về trường. May thay, vẫn kịp, nhưng tình cờ toàn bộ cảnh này rơi vào tầm mắt của Song Se-hyo. Buổi tối, Jun Hyung và anh trai cùng nhau về nhà. Đó chính là người bác sĩ khôi ngô tuấn tú mà Boxo phải lòng. Anh trai chỉ vào chiếc ô ở ghế sau, nói chiếc ô đã được trả lại. Jun Hyung ngắm chiếc túi tinh tế, người mượn đó có phải là một cô gái? Anh trai nói về người mới đến Boxo. Jun Hyung lắng nghe anh trai miêu tả về người nữ sinh chơi đàn đó, thì nói rằng mình rất muốn gặp. Song Se-hyo trực tiếp gặp Boxo để nói rõ, cô chính là bạn gái cũ của Jun Hyung. Dạo này thấy Jun Hyung và Boxo lúc nào cũng ở bên nhau, liệu có thể giúp cô xoa dịu những căng thẳng trong mối quan hệ của hai người lúc này? Boxo vội vàng giải thích rằng cả hai chỉ là bạn học tiểu học, mối quan hệ không quá thân thiết, không muốn tham gia vào mối quan hệ của hai người, cảm thấy hơi khó xử. Sau quá trình nỗ lực luyện tập, cân nặng của Boxo bắt đầu giảm xuống. Cô rất vui mừng, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của bác sĩ, cảm thấy những nỗ lực của mình cũng hoàn toàn xứng đáng. Cô vui vẻ thay đổi trang phục, chuẩn bị cho lần trị liệu tiếp theo. Lúc cô nhìn thấy sự xinh đẹp của mình trong gương, cô ngẩn ngơ trước tiếng gọi quen thuộc. Jun Hyung đến phòng khám của anh trai, nhìn thấy Boxo trong trang phục của bệnh nhân,
Cậu nghi hoặc tự hỏi không biết Boxo làm gì ở đây. Thấy Jun Hyung gọi bác sĩ là anh trai, hai người lại còn nói chuyện rất thân mật. Kim Boxo rất ngạc nhiên, cô vội vàng giải thích rằng hai người là bạn cùng lớp ở trường tiểu học. 10 năm không gặp thật sự là duyên phận, còn ám chỉ Jun Hyung phải phối hợp với mình để che giấu. Đừng nói ra thân phận làm vận động viên cử tạ của mình. Trên đường trở về trường, Jun Hyung đoán rằng cô bạn Boxo đã phải lòng anh trai mình. Vì thế nên mới đến phòng khám của anh. Boxo xin cậu giữ bí mật, nhưng Jun Hyung tinh nghịch đã luôn lấy điều này để hù dọa Boxo. Sau này phải biết điều với cậu ấy một chút. Ngày hôm sau tại nhà ăn, Jun Hyung yêu cầu cô cắt gà và bê nước cho mình. Boxo ngoan ngoãn vâng lời, mọi người đều bối rối. Boxo mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao thường niên, anh ấy đều hào hứng chuẩn bị tham gia. Jun Hyung được phân công hạng mục phát bao gạo, vì không muốn chuyển gạo cậu lẻn đến quán internet chơi game. Huấn luyện viên nổi cơn tam bành khi biết Jun Hyung vắng mặt, bắt bạn học đi tìm cậu lôi về. Boxo đi qua vô tình nghe được, nhận thấy đây đúng là cơ hội của mình, gọi điện cho Jun Hyung nói hạng mục phát bao gạo bắt đầu. Jun Hyung đại diện đội bơi lội không đến, nhưng lại nhận được một sự hỗ trợ từ bên ngoài. Những người bạn trong đội cử tạ đã xem Boxo thi đấu đều cảm thấy rất sốc. Đúng lúc này Jun Hyung cũng chạy trở về, nhờ sự hỗ trợ của Boxo, đội bơi lội đã giành được vị trí đầu tiên, nhưng lại để đội cử tạ đánh mất cơ hội chiến thắng. Đồng đội liên tục phàn nàn về việc này, bản thân cũng không hiểu nổi tại sao Boxo lại làm như vậy. Jun Hyung lo Boxo bị đối xử như kẻ phản bội ở đội cử tạ, vội vã đến tìm cô. Boxo nói rằng cô luôn thích làm vậy, lần này việc phát bao gạo xem như đã xong xuôi nợ nần với cậu. Từ nay về sau đừng đem mấy chuyện tầm phào đe dọa cô. Sự tinh nghịch của Jun Hyung đã đem đến rắc rối cho Boxo, khiến cho cậu thấy rất hối lỗi. Cậu đã mua 2 tấm vé xem hòa nhạc, lần lượt đưa chúng cho anh trai và Boxo, dùng cách thức này để Boxo có cơ hội hẹn với anh trai. Boxo trang điểm ăn mặc như quý cô, đúng như nguyện ý, cả hai cuối cùng cũng ngồi cạnh nhau xem những tiết mục biểu diễn tao nhã trên sân khấu, lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười với mình. Lòng cô vui như mở hội. Jun Hyung trong vai kiện tướng của đội bơi lội, năng lực bơi lội thuộc dạng có 1-0-2, nhưng liên tiếp mắc lỗi ở những trận chung kết quan trọng. Khi các vận động viên đứng vào vị trí của mình, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ù tai, không nghe được tiếng súng của trọng tài nên bị truất quyền thi đấu. Vì vậy anh trai giúp cậu tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị cho cậu. Cậu nhớ lại nói với bác sĩ tâm lý, lần đầu tiên bơi lội là lúc 11 tuổi, lúc đó cậu cảm thấy nước như vòng tay của mẹ. Thì ra lúc 10 tuổi, Jun Hyung bị mẹ đưa đến nhà thím và chú sống để một mình đi Canada và tái hôn. Jung Jae In chỉ là anh họ của cậu, chú và thím đều tốt bụng, mỗi năm đều bắt chước nét chữ của mẹ, viết một tấm bưu thiếp cho Jun Hyung mua quà Giáng sinh. Nhưng có một ngày cậu đột nhiên phát hiện chữ viết trên bưu thiếp không giống nhau. Phát hiện ra bí mật này, sợi dây liên kết cuối cùng với mẹ ruột cuối cùng cũng bị phá vỡ. Từ lúc đó trở đi, Jun Hyung không thể vượt qua nỗi sợ hãi bên trong để tham gia cuộc thi một lần nữa. Jun Hyung nhìn thấy Boxo cùng anh trai mình trở về, nhìn cách ăn mặc của cô cậu thấy rất thổ dân, nhận ra sự lao tâm khổ tứ của mình đổ sông đổ bể. Sau khi nhìn thấy cô tạm biệt Jae In, vội vàng lao về phía tàu điện ngầm. Hóa ra cô cất quần áo ở đây, vội vàng vào phòng vệ sinh thay quần áo thể thao rồi mới đi ra. Boxo vì để ra dáng một quý cô nên đã mặc váy, nên bị cảm lạnh và liên tục hắt hơi. Jun Hyung âm thầm tiến lại gần, hỏi hai người hôm nay xem hòa nhạc thế nào, vui vẻ không? Boxo cười không nhặt được miệng, còn nói đi về xem lại xem của anh trai coi. Vào lúc này, một cảnh tượng khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy mất mặt là đây. Boxo cả người bị bắn nước ướt sũng, để bày tỏ thành ý xin lỗi, Jun Hyung lau tóc cho Boxo. Trong một khoảnh khắc, cậu phát hiện ra thực ra Boxo cũng rất xinh đẹp. Boxo hắt hơi vào mặt Jun Hyung, Jun Hyung vội vàng né tránh, cậu nói rằng mình chuẩn bị thi đấu, không thể để bị cảm lạnh. Boxo đùa nói rằng cá là cậu sẽ giành được thứ hạng tốt. Đúng là như mong đợi, Jun Hyung bị cảm do bị nhiễm bệnh của Boxo, tình trạng rất tồi tệ, điều này rất bất lợi cho người sắp thi đấu. Song Sehyo biết Jun Hyung cảm lạnh thì rất lo lắng. Buổi tối làm canh gừng, nhưng lo nếu đưa trực tiếp thì cậu không uống, chỉ có thể lén nhờ bạn cùng phòng đưa cho cậu. Boxo bất ngờ nhận được thông báo từ huấn luyện viên, cạnh tranh thứ hạng của cuộc thi hiện nay quá khốc liệt, hy vọng cô có thể tăng hạng cân, cần tăng thêm 5kg trước cuộc thi. Thông tin này khiến cô vô cùng choáng. Một bên thì vì tình yêu mà cố gắng giảm cân, hiện nay lại vì thi đấu mà phải tăng cân. Boxo thực sự không muốn từ bỏ bên nào. Cứ như vậy, dưới sự giám sát của huấn luyện viên, cô liều mạng ăn thịt nhiều hơn ăn rau, nhân thời gian nghỉ giải lao thì chạy đến phòng khám để giảm cân. Dưới sự giám sát của Jae In, cô miệt mài giảm cân. Bố của Boxo vì để cô tăng cân nhanh chóng, mang cho cô một thùng gà rán. Boxo tức giận trốn tránh nhưng tránh không nổi. Trong lúc mấy người bạn đang ăn gà rán, điện thoại di động đột nhiên nhận được lời nhắc nhở từ phòng khám giảm cân. Mà tình cờ lại bị cô bạn Sehyo nhìn thấy, cô bạn hoàn toàn bị sốc không hiểu vì sao Boxo lại muốn giảm cân. Boxo đành phải đem việc mình đến gặp bác sĩ để nói với bạn và nhờ bạn giữ bí mật. Boxo mô tả cho với cô về vẻ đẹp chết người mê mẩn của Jae In. Sehyo rất hiểu tâm trạng của Boxo, cũng ủng hộ cô theo đuổi tình yêu. Hôm sau cô đến phòng khám, cân nặng của Boxo lại quay trở lại. Cô ngại ngùng mỉm cười. Jae In nhắc nhở cô phải chú ý hơn nữa đến chế độ ăn kiêng và bỏ hẳn bữa tối.
Lúc hai người nói chuyện, Jae-in đem sự việc ám ảnh tâm lý mỗi lúc thi đấu của Jun Hyung để nói với Bok Jo. Nghe điều này, cô cảm thấy hơi tội lỗi. Quay trở về ký túc thì để ý đến thành tích của cậu. Mặc dù cậu ấy đã khống chế để không nhảy, nhưng thật đáng tiếc vẫn thất bại và chỉ về thứ tư. Bok Jo hẹn gặp cậu ở đài phun nước trong khuôn viên trường, còn tặng cậu một con ếch nhỏ do chính tay mình gấp, hy vọng nó sẽ trở thành bùa may mắn của Jun Hyung. Jun Hyung trên miệng nói rất ghét, nhưng cuối cùng lại bỏ nó vào túi với sự trân trọng. Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng tất cả lại bị thu vào tầm mắt của Song Se-hyo. Tức giận ném ấm trà gừng vào thùng rác. Sáng sớm ngày hôm sau, Bok Jo bị bố triệu hồi về nhà. Cả huấn luyện viên và bố đều ngồi nghiêm túc. Ngay lúc trong lòng Bok Jo đang rối như tơ vò, bố bất ngờ ném sổ tay giảm cân xuống bàn. Bố vô cùng tức giận, trực tiếp lấy cây lau nhà đánh cô, nhưng may thay huấn luyện viên nhanh tay chặn lại. Cả hai huấn luyện viên giám sát đào tạo cô, liên tục chất vấn cô tại sao lại muốn giảm cân. Cô vẫn im như thóc. Hôm nay là sinh nhật của Jae-in, Jun Hyung tốt bụng gửi tin nhắn cho Bok Jo, nhưng hiện tại cô đang luyện tập đổ mồ hôi, sôi nước mắt và hoàn toàn bị cấm ra ngoài. Buổi tối, Jae-in với Jun Hyung nói chuyện với nhau. Nhắc đến việc Bok Jo đột nhiên bật vô âm tín, không đến khám đúng lịch hẹn, Jun Hyung bắt đầu lo lắng. Cậu đã gọi và gửi tin nhắn cho Bok Jo nhưng không có hồi âm. Bok Jo về nhà xin lỗi bố, nhưng nhắc đến việc này lại khiến bố tức giận, muốn đến phòng giảm cân để tính sổ. Ông không hiểu được tại sao phòng khám giảm cân lại không có lương tâm như vậy, lại giảm cân cho vận động viên cử tạ. Bok Jo cầu xin bố đừng đến phòng khám đó. Trong cơn nóng giận, bố bị ngã vật xuống đất. Cô vội vàng đưa bố đến viện, may mắn là không có gì nghiêm trọng. Huấn luyện viên và Bok Jo trên đường trở về trường, bởi vì có việc đột xuất xảy ra, Bok Jo vì thế cũng có chút thời gian tự do ngắn ngủi. Cô mua một chậu cây nhỏ đi tới phòng khám, âm thầm tỏ tình với người mà mình thầm thương trộm nhớ, cũng ước mình có thể nói với người đàn ông đó con người thật của mình. Nhưng Bok Jo vẫn không có đủ can đảm, cuối cùng đặt chậu cây lên xe, quay người lặng lẽ rời đi. Se-hi không thể chịu đựng được nữa và nói với huấn luyện viên sự thật. Huấn luyện viên cũng là một phụ nữ, làm sao cô lại có thể không hiểu trái tim của một cô gái chứ? Cô kéo Bok Jo đến sân tập nói chuyện, nói với cô về tuổi trẻ của mình. Nữ giới đều là như vậy, một khi đã yêu, một khi đã trao trái tim cho ai, khó lòng lấy lại. Vận động viên cử tạ cũng là con gái, cũng không thể không yêu phải không? Khóe mắt của Bok Jo bắt đầu ươn ướt, sự kiên trì chịu đựng mấy ngày hôm nay vào thời khắc này cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Trước mặt huấn luyện viên cô bật khóc, Jun Hyung đang lo lắng đi tìm cô, đi ngang qua thấy cảnh này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bố cũng hiểu suy nghĩ của con gái, ít con gái rất ngoan, đã chăm chỉ luyện tập cử tạ từ nhỏ. Rất ít cô gái có thể làm được như vậy, thực ra ông cũng cảm thấy rất có lỗi với con gái. Ngày hôm sau bố mua cho Bok Jo một thỏi son, để cô vào những giờ không phải luyện tập có thể trang điểm một chút. Bok Jo vui vẻ mở ra và tô lên, Song Se-hyo lại tham gia dự thi lần nữa. Lần này cũng tập trung toàn bộ tinh lực, một bước đã hoàn thành tất cả các động tác, giành được thứ vị rất cao của cuộc thi. Sau cuộc thi tâm trạng cô rất vui vẻ, vừa lúc này Jun Hyung cũng hẹn gặp, liền ngay lập tức vui vẻ mà đồng ý. Không ngờ khi vừa gặp mặt Jun Hyung lại hỏi cô, việc chiếc sổ tay giảm cân là do cậu làm phải không? Song Se-hyo mặc nhiên thừa nhận rằng chính mình đã làm điều đó, nói một cách đầy tự tin, không thích những người con gái xung quanh Jun Hyung. Quả nhiên, sự ghen tuông có thể khiến một cô gái phát điên. Hai người cãi vã một trận, Song Se-hyo tức giận trở về ký túc xá, không ngờ lại nghe Bok Jo và Jun Hyung nói chuyện điện thoại. Cô tức giận giật lấy điện thoại của Bok Jo, ném xuống. Bok Jo rất sửng sốt. Se-hyo nghiến răng nghiến lợi nói với cô, nói rằng chính mình đã tiết lộ bí mật vì Bok Jo cố quyến rũ Jun Hyung. Bok Jo trợn mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận, sau đó giải quyết khúc mắc rồi rời đi. Jun Hyung bởi vì điện thoại bị ngắt đột ngột nên vô cùng lo lắng, hẹn gặp cô trên sân thượng. Jun Hyung phiền não xin lỗi Bok Jo, muốn mời cô đi ăn thịt nướng để đền bù tổn thất tinh thần. Đúng lúc này cô quản lý ký túc xá đi kiểm tra. Jun Hyung vội vàng ôm Bok Jo ngồi xuống để thoát khỏi tầm nhìn của cô quản lý. Bầu không khí lúc này lại vô tình trở nên ám muội. Jun Hyung nhìn cô mềm mại trong vòng tay của mình, nhưng Bok Jo lại ngốc nghếch không hề nhận ra. Bạn tốt của Bok Jo là Sun Uk, bởi vì Bok Jo chỉ đem bí mật nói cho Se-hi biết, nhưng lại không nói với cô nên rất tức giận. Cảm giác như Bok Jo đã đối xử với mình không giống như người bạn mà có thể san sẻ được mọi chuyện. Bok Jo nói rằng cô không có ý định che giấu, chỉ vì sợ bạn bè trêu đùa. Sau khi giải thích xong, mấy người bạn tốt cuối cùng cũng giải tỏa được khúc mắc quay về như lúc đầu. Nữ huấn luyện viên của Bok Jo thầm thích giáo sư, nhưng người này đã kết hôn. Vốn dĩ cả hai đã hẹn nhau đi ăn tối, nhưng lại bị vợ gọi điện kêu về nhà. Đúng là khi gặp được người con gái mình muốn che chở cả đời nhưng bị vợ ngăn cản. Huấn luyện viên đến cửa hàng gà rán nhà Bok Jo, cùng với chú của Bok Jo uống rượu quên sầu. Tửu lượng của hai người 1-9-1-10, không ai chịu ai. Không ngờ cuối cùng hai người lại say nhũn cà chua như vậy. Ngày hôm sau, huấn luyện viên thức dậy, nhận ra mình vẫn đang ở nhà Bok Jo. Đang lúc chuẩn bị chuồn đi thì bị bố của Bok Jo gọi tới ăn sáng. Cảm thấy ngại vô cùng, Jae-in gọi cho Bok Jo, hỏi thăm cô vì sao dạo này không đến. Bok Jo vẫn không đủ can đảm để nói ra sự thật, nói dối rằng mình phải đi Đức du học, vì vậy không đến chỗ anh nữa. Jae-in nói rằng mình hiểu và chân thành chúc mừng cô. Bok Jo vì quá buồn bã cúp điện thoại xong, hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi. Cảm thấy mối tình đầu của mình vẫn còn chưa có khởi đầu, sao lại vội vã kết thúc thế này.
Cô gọi cho Jun Hyung để kể bí mật nhỏ của mình. Trong lòng Jun Hyung rất phiền muộn, nữ giáo viên trong bệnh xá của trường Bokso và Che In là bạn tốt mười mấy năm. Mẹ của Che In rất thích cô, luôn một lòng muốn tác thành cho hai người, còn đặc biệt chuẩn bị nhiều món điểm tâm để gửi cho cô. Lúc này Kim Bokso bị bong gân thắt lưng trong lúc tập luyện. Đang lúc điều trị trong bệnh xá, Jun Hyung biết rằng anh trai đang đến bệnh xá của trường. Sợ hai người chạm mặt nhau nên vội lao ra ngăn cản. Nhưng Bokso không nhận cuộc gọi, Jun Hyung lo lắng vội gọi điện cho bạn cùng phòng nhờ giúp. Hai người vừa trốn xong, Che In và nữ giáo viên bước vào. Jun Hyung cũng đến sau mấy bước, nói vài lời thì kéo anh trai đi, có như vậy mới ngăn được sự chạm mặt của hai người. Sau giây phút bão giông, Bokso ra khỏi phòng y tế, đi bộ một mình trong khuôn viên trường, nhưng tình cờ chiếc xe bên cạnh chạy ngang qua, Che In từ từ ra khỏi xe, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, anh ngập ngừng gọi một tiếng. Bokso liền quay người lại, vừa hốt hoảng, hoảng loạn vừa bối rối, nhưng Che In khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người, dường như hiểu ra điều gì đó. Jun Hyung vội vàng lao đến, lại một lần nữa giúp giải quyết việc này. Cậu nói rằng Bokso là đến trường để tham quan, nhưng Bokso hiểu rằng mình không thể nói dối tiếp nữa. Cô chỉ biết thừa nhận rằng mình là vận động viên môn cử tạ. Cũng xin lỗi vì lời nói dối trước đây. Nói xong, Bokso vội vã bước đi với đôi mắt ngấn lệ. Lời nói dối bị lột trần trước mặt người mình thích, không có gì tàn nhẫn hơn điều này. Jun Hyung nói với anh trai, nói lý do tại sao Bokso lại nói dối việc giảm cân. Tất cả những điều này là do cô ấy đã có người mình thích, nhưng không nói thẳng rằng người mà cô ấy thích chính là anh trai. Để giúp Bokso vui vẻ trở lại, Jun Hyung đưa cô đến khu vui chơi. Cả hai đã có khoảng thời gian chơi game rất vui vẻ, sau đó còn đi ăn uống. Bokso nghĩ về những chuyện đau lòng của mình mà không ngừng uống rất nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự. Jun Hyung cõng được nửa đường thì không thở được nữa, đem Bokso đặt lên ghế. Bokso không ngừng kêu bị lạnh. Thật bất ngờ, Jun Hyung thông minh lanh lợi, nhặt lên một tờ báo quấn lên người Bokso. Đây đúng là việc làm của những người không có não, nhìn chả khác gì những kẻ đần. Hai người bị lạnh quá, Bokso vẫn chưa tỉnh rượu, chẳng còn cách nào, cậu chàng thêm một lần nữa bộc lộ sự thông minh của mình. Jun Hyung đã tốn rất nhiều công sức để đưa cô về nhà, nhưng con gái và một bạn nam cùng lớp, cô nam quả nữ lại cùng say xỉn mà trở về. Bố của Bokso còn cho rằng Bokso vì cậu mà như thế, cho nên nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Ngày hôm sau lúc đang ăn cơm, chú Bokso ám thị mình rất hài lòng với cậu bé Jun Hyung, nhưng Bokso vẫn cứ khăng khăng mình với Jun Hyung chỉ là bạn mà thôi. Cuộc thi cử tạ chuẩn bị tới, Bokso bắt đầu tập trung chuẩn bị cho cuộc thi, cân nặng cũng tăng lên, cuối cùng cũng đạt được hạng cân mình mong muốn. Đến lượt Bokso, cô an ủi chính mình, kiên định bước lên trên bục. Chính vào lúc này, một người đàn ông tay cầm hoa mở cửa bước vào, chính là Jung Che In. Anh vẫy tay động viên Bokso, nhưng Bokso không làm sao để vui vẻ hơn được. Cô cố gắng điều chỉnh bản thân, cuối cùng nâng một lần đã thành công. Mọi người liều mạng cổ vũ cho cô. Bokso mặc dù chiến thắng nhưng lại không vui. Cô bước xuống sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, cứ ở hậu trường mà âm thầm khóc. Hóa ra một cô gái cử tạ, mỗi khi biểu diễn trên sân khấu tĩnh mạch của lại nổi lên, lộ cằm đôi và ngấn mỡ bụng. Hình ảnh như vậy là điều cô đặc biệt không muốn người mình thương nhìn thấy. Jun Hyung nhìn thấy Bokso như vậy cũng không nhịn được nữa, tức giận đùng đùng nói với anh trai, người mà cô ấy thích chính là anh. Nhưng lại thêm một lần nữa anh làm Bokso buồn. Cả đội cử tạ đều đến quá gà rán nhà Bokso liên hoan, nhưng chỉ có riêng mình Bokso là cảm thấy không vui vẻ. Còn Che In cũng thẫn thờ ngồi trong phòng khám, hồi tưởng về khung cảnh mình gặp Bokso, nhìn vào chậu cây nhỏ trên bàn đã hiểu ra tất cả. Che In hẹn gặp Bokso để nói chuyện, trực tiếp nói với cô về việc mình tùy tiện đến nơi thi đấu. Xin lỗi vì không hề biết Bokso thích mình, cũng không muốn những hành động của mình tiếp tục gây hiểu lầm cho Bokso. Bokso giả vờ thờ ơ, cười ha ha nói không có sao, nhưng thực ra trong lòng rất buồn. Sau cuộc trò chuyện, cô nổi cơn tam bành đi tìm Jun Hyung, chất vấn cậu ta vì sao đem bí mật của mình nói ra. Hai người cãi nhau, chia tay nhau một cách tồi tệ. Jun Hyung cũng rất tức giận, tìm Che In nói thẳng, mặc dù anh luôn đối xử rất tốt với người khác, nhưng ý tốt của anh luôn vô tình làm tổn thương người khác. Đối với mình Che In cũng như vậy, Che In thật không ngờ ý tốt của mình lại khiến người khác khó chịu như vậy. Nghe đến đây thì anh cũng bắt đầu lấy làm khó hiểu. Hôm sau cả hai anh em đi chơi bóng, trong lúc nói chuyện anh cũng chân thành xin lỗi, đã giúp mối quan hệ của hai anh em quay về như cũ. Có lẽ tình thân đích thực là như vậy, mặc dù hai người không phải là anh em ruột, nhưng thậm chí còn tốt hơn người trong một nhà. Huấn luyện viên môn cử tạ vì biển thủ chi phí hoạt động nên bị sa thải, giáo sư và các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên. Mọi người không nghĩ huấn luyện viên là người như vậy, nhưng cô ấy không chịu nói gì. Sau khi điều tra giáo sư mới biết được, vốn dĩ chi phí hoạt động đã cho xong chê mượn, lúc đó người này đang gặp khó khăn. Vợ của anh ấy vừa mới sinh con xong lại dính vào kiện tụng, cần chạy vạy vay tiền khắp nơi. Huấn luyện viên muốn để cho anh ấy yên tâm huấn luyện, chỉ có thể tự mình dùng chi phí hoạt động. Song Che chủ động nói ra chân tướng sự việc, muốn thừa nhận trách nhiệm, nhưng nữ huấn luyện viên nhất quyết ra đi. Bokso vừa khóc vừa đuổi theo. Jun Hyung nghe chuyện đã rất lo lắng cho Bokso, nhưng cô ấy dường như đã biến mất. Jun Hyung điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy. Bokso nói với cậu về nỗi ấm ức và buồn tủi trong lòng mình. Nhìn Bokso tội nghiệp, Jun Hyung ôm cô thật chặt vào lòng. Trong khoảng thời gian này, Bokso đã phải chịu quá nhiều áp lực,
Cô nói với bố và chú không muốn luyện tập cử tạ nữa. Tun Hyung ở phía bên kia, nhớ về từng khoảnh khắc ở bên Bokso trong khoảng thời gian này. Cảm thấy xốn xang trong lòng, dường như đã rung động trước Bokso. Lúc ở cùng với người con gái này thật vui vẻ, chỉ cần không nhìn thấy cô là lo lắng. Cậu dần hiểu ra tình cảm của mình dành cho Bokso. Bố của Bokso đã suy nghĩ thực sự kỹ càng, sau khi nói chuyện với huấn luyện viên thì đồng ý để con gái được nghỉ ngơi một thời gian. Mặc dù ông hy vọng rằng Bokso sẽ thành công, nhưng lại càng không muốn con gái mình không vui vẻ. Bokso trong kỳ nghỉ dài, ngày đầu tiên đã dậy rất sớm giúp bố làm việc nhà, nhưng bị bố ngăn lại. Ông hy vọng con gái mình trong khoảng thời gian này làm những điều con thực sự muốn làm. Bokso quay về phòng rồi nghĩ mãi, hào hứng viết ra danh sách nguyện vọng của mình. Sau đó cô rất kích động bắt tay vào thực hiện. Trước tiên đến thư viện đọc sách, nhưng mới xem chưa được bao lâu đã buồn ngủ díp mắt. Cô lại muốn đi học piano, nhưng học phí quá cao khiến cô đành bất lực mà từ bỏ. Cuối cùng cô quyết định kiếm một công việc bán thời gian để kiếm tiền. Cô đến một công ty vận chuyển để ứng tuyển. Lúc này người quản lý nghĩ rằng cô chỉ là con gái, nói cô đừng đến làm loạn, nhưng chớp mắt cô đã đến ôm một lúc mấy kiện hàng, khiến cho họ mở mang tầm mắt. Cứ như vậy mà được thuê ngay. Jun Hyung đã dành cả một ngày ở bể bơi, cũng không nghe được một chút tin tức gì của Bokso. Có chút hụt hẫng, cậu đã chủ động đón Bokso khi tan làm, muốn cùng cô đi ăn cơm. Nhưng cuối cùng nhìn thấy Bokso đang cùng những đồng nghiệp nam nói chuyện rất vui vẻ, còn muốn mời cô cùng đi ăn tối. Jun Hyung ghen tuông đến mức muốn đốt nhà, lập tức từ chối. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng của Jun Hyung rủ cậu cùng chơi game, nhưng cậu làm gì còn lòng dạ nào mà chơi, bởi vì Bokso ngày hôm nay lại không liên lạc với cậu. Cậu lại đến tìm cô, nhưng Bokso vẫn chưa làm xong việc cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Jun Hyung tiến đến giúp một tay, nhưng Bokso một mực bảo cậu tránh xa, sợ người khác hiểu lầm quan hệ của hai người. Nghe đến đây, Jun Hyung không thể chịu đựng được nữa. Cậu từ từ đẩy chiếc kệ đi, ôm lấy mặt Bokso và trực tiếp hôn lên. Ôi mẹ tôi thật ngọt ngào. Hai người trên đường về nhà, trước khi đi, Jun Hyung lớn tiếng nói với cô, hy vọng từ hôm nay trở đi hai người sẽ trở thành người yêu của nhau. Bokso xấu hổ chạy về nhà và vô tình đánh rơi ví tiền. Jun Hyung lục ví của cô, nhìn thấy danh sách nguyện vọng của Bokso viết trước đó. Cậu hào hứng quyết định giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Khoảng thời gian này, ký túc xá nữ luôn truyền tai nhau nửa đêm có ma. Sehi và các bạn gái rất sợ hãi, nói rằng mình đã nhìn thấy một lần và bị dọa cho sợ chết khiếp. Hôm nay, Bokso vừa đi qua phòng trà, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài mặc đồ màu trắng, đang đứng trước tủ lạnh ăn uống. Cô cùng dọa người, cô từ từ tới gần. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn, người con gái này lại chính là Song Sehyo. Cô khẽ gọi tên, nhưng Song Sehyo giống như không quen biết, liền đi thẳng phòng đắp chăn. Hóa ra gần đây Song Sehyo đã phải chịu quá nhiều áp lực, liên tục phải dùng đến thuốc ngủ. Cô nhận ra vì tác dụng phụ của thuốc, bản thân mình đã bị mộng du. Bokso lúc gặp Jun Hyung muốn đem việc này nói với cậu, nhưng lúc chuẩn bị nói, lại cảm thấy như mình hơi ôm chuyện bao đồng, nên không nói nữa. Huấn luyện viên sau khi nghỉ việc, đến tiệm cắt tóc của chị giúp việc. Chú của Bokso đến thăm cô, ai cũng lầm tưởng hai người là quan hệ nam nữ. Điều này khiến nữ huấn luyện viên xấu hổ. Jun Hyung và Bokso trò chuyện ở bến xe buýt, cô buồn chán và không biết phải làm gì. Jun Hyung lên kế hoạch giúp cô hoàn thành danh sách nguyện vọng. Vừa hay, chợt nhận ra rằng bây giờ TK Hong phải xếp hàng để đến bể bơi. Cậu mong muốn được hẹn hò với Bokso ở sân chơi, nhưng Bokso lại gọi cả hai người bạn gái đến, bạn thân lại gọi bạn cùng phòng của Jun Hyung. Buổi hẹn hò đột nhiên trở thành một hoạt động nhóm, khiến cho Jun Hyung giờ khóc giờ cười. Bokso đeo kẹp tóc thiên thần nhỏ dễ thương, bạn cùng phòng với Jun Hyung muốn mua một cái cho có đôi. Jun Hyung ghen tuông lập tức trở mặt và giật lấy. Chàng trai đang yêu, ghen thực sự là bản chất của tình yêu. Mặc dù Jun Hyung sợ độ cao, nhưng vẫn cùng với Bokso ngồi trên vòng quay lớn mà cô muốn ngồi nhất. Trong giờ nghỉ, Jun Hyung đi mua đồ uống. Ngay khi Bokso đang cúi xuống uống, Jun Hyung cũng ngẩng lên, lại thấy mùi ám muội bốc lên nghi ngút. Sun Úc bạn tốt của Bokso vì gia đình không ủng hộ cử tạ, bị gọi về nhà để điều hành khách sạn. Bokso đến thăm cô, nhưng thái độ của mẹ Sun Úc rất lạnh lùng. Bokso chỉ biết tìm cớ để vội vàng rời đi. Jun Hyung lãng mạn mua một bó hoa hồng lớn, đứng ở bến xe chờ cô gái của mình xuất hiện, muốn cho Bokso một bất ngờ, thực hiện một mong muốn khác của cô. Nhưng Bokso vừa mới bước ra đã rất bối rối, hoảng loạn. Hóa ra cô nhận được điện thoại thông báo bố bất tỉnh đang trong viện. Jun Hyung cùng với Bokso đi vào viện, may mắn bố cô đã được cấp cứu kịp thời. Bokso và chú buồn bã không ngừng tự trách mình, không muốn rời đi. Bokso đang chuẩn bị đi mua một số đồ dùng hàng ngày, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Jun Hyung đã chu đáo mua đầy đủ đồ dùng. Trải qua sự sinh ly tử biệt, Bokso cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn thấy bố như vậy, cô quyết định trở về đội cử tạ, dù cho là vì mình hay vì bố, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cử tạ. Các huấn luyện viên, đồng đội và bạn gái vui vẻ chào đón cô. Buổi tối, Bokso nóng ruột thông báo cho Jun Hyung về việc trở lại đội, cũng đem những bí mật nhỏ của mình nói với cậu, cũng coi như đã chấp nhận lời tỏ tình trước đó. Cuối cùng hai người đã chính thức ở bên nhau, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Một câu chúc ngủ ngon cũng kéo dài đến nửa ngày. Hai người nhắn tin cho nhau, tất cả tâm tư tình cảm đều đắm chìm trong đó, nhìn điện thoại vui sướng đến không ngủ được. Ngày hôm sau, Jun Hyung nhìn thấy Bokso mặc bộ đồ đó, đeo chiếc cặp tóc mà mỗi lần đi gặp anh trai đều đeo, lại nổi cơn ghen, trực tiếp kéo ra, còn thuận lợi nhổ luôn vài sợi tóc.
Boxo nhìn cậu khó hiểu. Cậu kéo Boxo đến quầy hàng, mua cho cô một chiếc kẹp tóc dâu tây, lúc này mới thỏa mãn mà tươi cười. Boxo quay về ký túc, thấy Song Se-hyo ngất trên mặt đất, cô vội vàng gọi xe cấp cứu đưa Se-hyo đến bệnh viện. Jun-hyung biết sự việc này, nhìn điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ của Song Se-hyo, cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu đến bệnh viện thăm cô, bác sĩ nói cô ấy vì áp lực quá lớn, gần đây thường xuyên sử dụng thuốc ngủ, hơn nữa việc ăn uống thất thường hoặc quá nhiều hoặc quá ít. Bây giờ tình trạng đã ổn, sau khi cấp cứu trạng thái tinh thần của Song Se-hyo đã được cải thiện. Boxo gọi cho Jun-hyung và hỏi cậu đang ở đâu, thì mới biết cậu đang ở bệnh viện. Boxo cảm thấy hơi khó xử, nghĩ về lý do tại sao Jun-hyung không nói trước với mình. Boxo cũng đến viện thăm, lúc tặng hoa cho Se-hyo, Jun-hyung nói rằng Se-hyo bị dị ứng với phấn hoa. Dù vô tình hay cố ý đều nghe được những lời quan tâm của cậu với Se-hyo. Song Se-hyo dù gì cũng là bạn gái cũ của Jun-hyung. Điều này khiến Boxo có chút khó chịu và ghen tị. Jun-hyung thấy rằng Boxo đang phớt lờ mình, cũng không hiểu được tại sao, người con trai ngu ngốc này thực sự không hiểu sâu xa được. Các bạn sinh viên khoa cử tạ, để có thể để huấn luyện viên được phục chức quay lại. Ngày lập đông cùng nhau răng biểu ngữ để kiệt thực, nhưng đứng trong gió lạnh cả ngày, cũng chẳng có chút hiệu quả gì. Boxo ngồi xuống nghỉ ngơi, chân của cô bị đau. Chính vào lúc này, Jun-hyung dịu dàng dán miếng dán còn ấm vào lòng bàn chân, còn đưa cho áo khoác và khăn quàng cổ của mình cho cô. Đồng đội tò mò hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Boxo cười và nói họ chỉ là bạn với nhau. Con người không não như Jun-hyung vẫn đứng gãi đầu, vẫn không biết tại sao Boxo lại tức giận. Quá tam ba bận đi hỏi cô, Boxo cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình, biết nguyên nhân bạn gái tức giận. Jun-hyung giờ khóc giờ cười, rồi phát hiện ra Boxo cũng là một cô gái ghen tuông. Cậu ôm chặt Boxo, còn nói sau này dù tức giận chuyện gì, đều phải thành thật nói cho đối phương biết. Tình yêu giữa hai người ngày càng ngọt ngào, trong sân trường lại còn mặc quần áo đôi. Nhìn thấy Song Se-hyo từ bệnh viện trở về, Jun-hyung muốn với tay giúp cô xách túi, nhưng nghĩ đến Boxo cậu lại vô thức rút tay lại. Boxo cũng hào phóng nói giúp cô ấy xách túi, nhưng có điều bị Se-hyo từ chối, nói rằng đã trải qua chuyện này, mình đã buông bỏ được ám ảnh trong lòng, thành tâm chúc phúc hai người. Hôm nay hai người vẫn đánh nhau trong sân trường như thường lệ. Mà bên kia, bố Boxo lái xe máy đến trường giao đồ ăn, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Vì các bạn khác còn độc thân, trước đây Boxo thường hay phàn nàn về tình yêu, nên bây giờ Boxo cũng không dám nói thật quan hệ yêu đương của mình, vì vậy chỉ có thể giấu giếm mọi người, tiếp tục phát triển tình yêu trong âm thầm. Se-hi đang quảng cáo mặt nạ mình tự làm, Boxo bị đem làm chuột bạch, nhưng cô lại không biết đắp mặt nạ thế nào, ngủ thiếp đi với chiếc mặt nạ trên mặt. Ngày hôm sau, phát hiện ở mũi mọc ra một cái mụn rất lớn, cô ấy xấu hổ chết đi được, không muốn đem bản mặt xấu xí xuất hiện trước mặt Jun-hyung, vì vậy giả vờ rằng mình bị cảm lạnh và sốt. Trong hai ngày này, hai người sẽ không gặp nhau, lúc trên sân tập cũng đeo khẩu trang. Jun-hyung nhìn thấy thư liền nghĩ đó là sự thật, cậu ấy thực sự lo lắng, còn đến cửa hàng của mẹ nuôi lấy một ít thuốc, muốn đem số thuốc này cho Boxo, nhưng ký túc xá nữ không được vào, Jun-hyung chỉ còn cách dùng cách đặc biệt. Boxo nhìn thấy cái mụn lớn này, chuẩn bị sẵn sàng để nặn nó ra, nhưng đau quá lại không dám xuống tay. Bên này, Jun-hyung dùng hết sức lực để trèo lên lan can ban công, nhưng nhìn cảnh tượng này khiến cậu vô cùng sốc. Nhìn thấy cục mụn lớn của Boxo, cậu không biết nên khóc hay nên cười. Tình cờ vào lúc này, bạn thân cầm một chiếc bánh pizza đến phòng Boxo. Jun-hyung hoảng sợ trốn vào gầm giường, mấy người đang ăn pizza ngon lành, Jun-hyung và chuyển từ gầm giường lên tủ quần áo. Lúc này Song Se-hyo cũng về, phát hiện ra tủ quần áo không mở được, kéo mạnh ra vậy mà lại thấy Jun-hyung trong đó. Cô mỉm cười, sau đó nói pizza có mùi, bảo mấy người đi ra ngoài ăn, giải vây cho cặp đôi hoàn cảnh. Hôm nay Jun-hyung hoàn thành xong buổi tập vừa thương lượng được với Boxo, buổi trưa cùng nhau đi ăn, liền bị bạn cùng phòng vội vã đưa đi, nói rằng có việc gấp. Hóa ra là đi kết bạn, các sinh viên khoa cử tạ bên cạnh đã nhìn thấy việc này. Quay lại phòng tập luyện nói với Boxo, đó là tổ ong bò vẽ. Boxo đem người bạn thân của mình chạy đến, bí mật ngồi vào bàn bên cạnh. Cô tức giận nhìn quanh một lượt, nhìn thấy cô nữ sinh kia bắt đầu chạm tay đụng chân, thì không nhịn được nữa, hét lên bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người ra khỏi người bạn trai tôi. Cô muốn đụng chạm bạn trai của người khác bao lâu? Các bạn gái nghe câu này lập tức hóa đá. Boxo tức giận làm náo loạn hiện trường, nhưng lại cũng bị các bạn gái phát hiện ra mối tình vụng trộm của mình. Mẹ ruột của Jun-hyung đột ngột trở về từ Canada, phá vỡ sự bình yên ban đầu của gia đình. Bà đến trường tìm Jun-hyung. Jun-hyung đã xa cách nhiều năm, lúc này cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ và thắc mắc tràn ngập trong lòng. Cậu nhất thời choáng ngợp, không nhịn được mà chảy nước mắt. Hai mẹ con đến quán cà phê trò chuyện. Mẹ xin lỗi Jun-hyung vì nhiều năm nay vắng bóng, còn tặng cậu một đôi giày thể thao. Trên đường về, mẹ nắm tay Jun-hyung. Cậu cảm thấy thực sự ấm áp. Đây chính xác là khoảnh khắc cậu chờ đợi trong nhiều năm. Ngày hôm sau, Jun-hyung vui vẻ đi đôi giày thể thao mẹ mua cho. Mặc dù cỡ hơi nhỏ, nhưng cậu vẫn vui vẻ đi vào. Cậu đến nhà mẹ nuôi, nghe lỏm được chú Tím và anh thảo luận về mục đích mẹ trở về lần này. Jun-hyung bật khóc, buồn không thể nói nên lời. Người mẹ mà cậu nghĩ đã 10 năm không gặp, có lẽ vẫn có chút quan tâm đến cậu, nhưng không ngờ lại là vì tiền. Lúc bộ môn cử tạ đang luyện tập, huấn luyện viên bất ngờ tuyên bố Boxo được chọn vào đội tuyển quốc gia vì thành tích xuất sắc, đồng thời cũng có phóng viên đến phỏng vấn đội cử tạ.
Mọi người nghe được tin tốt lành này hết sức vui mừng, đều mừng cho Bokso. Điều này cũng có nghĩa là hai bạn trẻ Bokso và Jun Hyung sẽ phải chia cách hai nơi. Mẹ của Jun Hyung đột nhiên quay về, nguyên nhân thực sự lại là vì đứa con sau khi tái hôn đang bệnh nặng, quay về để hỏi mượn tiền của chú và thím. Jun Hyung đau lòng rời khỏi nhà, đến bờ biển để chút bỏ nỗi lòng. Nhìn đôi chân bị trà sát đến ứa máu, trong lòng vừa tức giận vừa buồn bã, Bokso gọi điện cho Jun Hyung, nhưng cậu một mực không nghe. Cô đành phải gọi điện cho Jae-in, mới biết được câu chuyện về mẹ của Jun Hyung. Cuối cùng Bokso tìm thấy cậu đang ở bể bơi, cậu buồn đến mức rơi nước mắt. Bokso đau lòng mà an ủi cậu. Mẹ của Jun Hyung chuẩn bị đến sân bay để rời đi, cậu cũng vội vã đến phi trường tỏ ý đã tha thứ cho mẹ, đem chiếc khăn tay mà mình gìn giữ trân trọng bao năm trả lại cho mẹ, còn nói Bokso chính là bạn gái của mình. Mẹ nhìn bức ảnh của Bokso cũng vui vẻ mỉm cười. Trên đường trở về, Bokso nói với cậu việc mình đã vào đội tuyển quốc gia. Jun Hyung rất kích động chúc mừng cô, nhưng đối mặt với sự chia ly của hai người, cậu cũng rất hụt hẫng. Cậu nói tuần sau sẽ có một cuộc thi bơi, nếu giành vị trí cao có thể được lựa chọn, cũng sẽ có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia. Nghe được tin này, Bokso vô cùng vui sướng. Những ngày tháng sau đó, lúc nào Bokso cũng đồng hành cùng Jun Hyung để cho cậu động lực cố gắng, hy vọng cậu có phong độ ổn định để giành được vị trí thứ nhất. Nhưng đáng tiếc cuộc đời không như mơ, mặc dù Jun Hyung đã khắc phục được vấn đề lúc dập nhảy, nhưng đáng tiếc vì xuất phát muộn nên chỉ có thể về vị trí thứ hai. Bokso an ủi Jun Hyung, cổ vũ cậu tiếp tục nỗ lực cố gắng, tin tưởng rằng với thực lực của cậu sớm muộn gì cũng được vào đội tuyển quốc gia. Nói rằng cô sẽ luôn ở đó chờ cậu. 2 năm sau, cuối cùng Jun Hyung cũng được chọn vào đội dự bị, và nếu được chọn có thể trở thành vận động viên của đội quốc gia. Và xung quanh họ các bạn cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp, giáo sư cũng không nỡ nói gì. Trong lúc đập tay, mọi người phát hiện huấn luyện viên và giáo sư đã đeo nhẫn đính hôn. Thì ra chuyện tốt của hai người chuẩn bị đến rất gần. Trong lễ tốt nghiệp đều được mọi người đến chúc mừng, Jae-in và cô giáo viên cũng đã ở bên nhau. Gia đình của Bokso và Jun Hyung cũng đã gặp nhau. Chú và thím của Jun Hyung nói với bố của Bokso, nếu sức khỏe có chỗ nào không ổn hãy đến cửa hàng thuốc của họ. Hai người đều là dược sĩ. Bố và chú của Bokso cũng trân trọng kính mời mọi người đến nhà mình thưởng thức gà rán. Toàn cảnh thật vui nhộn, cùng nhau vui vẻ chụp ảnh lưu niệm để ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ này. Hai người đi bộ trong khuôn viên trường nhớ về từng chút những chuyện đã qua. Thật sự xúc động, trong những năm tươi đẹp của thanh xuân, được cùng với người mình yêu theo đuổi ước mơ, cả hai đều rất trân trọng đối phương. Ở nơi này không biết đã đi qua bao nhiêu lần, nơi mà thanh xuân và những giọt mồ hôi của mỗi người đều đọng lại nơi đây. Jun Hyung nhẹ nhàng nói với Bokso, lần thi đấu sau nếu giành được huy chương vàng, chúng mình kết hôn nhé. Nhìn chung phong cách của bộ phim là hài hước dí dỏm, không giống như kịch bản của những bộ phim kinh điển Hàn Quốc hoặc những phim cầu huyết. Nó chỉ nhẹ nhàng nói về tình yêu tình bạn, tình yêu ngọt ngào ở sân trường, giống như những chuyện vẫn đang từng ngày từng giờ diễn ra xung quanh mỗi người. Nữ chính trong bộ phim cũng không phải hoa đán hay nữ thần, chỉ là một người con gái hết sức bình thường. Cô có mối tình nho nhỏ của chính mình và cũng là một kẻ ngốc nghếch, vì tình yêu mà đã làm rất nhiều điều mà không cần suy nghĩ. Và nam chính của bộ phim lúc ban đầu có chút mất não, ngay thẳng và điên cuồng, sau đó dần học được cách quan tâm tỉ mỉ. Bộ phim Cô Nàng Cử Tạ Kim Bokso cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Hẹn gặp lại ở bộ phim tiếp theo.